chào tất cả các em. Trong tiết học số 3, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tính chất của hai góc đối đỉnh. Thì cô nhắc lại, hai góc đối đỉnh là hai góc nó sẽ có chung một đỉnh và có hai cạnh của góc là hai tia đối nhau, thì mình gọi là hai góc đối đỉnh. Và để dễ hiểu thì chúng ta thấy hai góc đối đỉnh sẽ tạo thành hình chữ X. Bây giờ em nhìn cho cô bức hình số 10. Thì mình nhìn vào hình số 10 thì mình thấy có góc O1 với O3 là hai góc đối đỉnh. O2 và O4 là hai góc đối đỉnh, đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa O1, O3 và mối quan hệ giữa O2 và O4 nhé. Hoạt động số 3. Quan sát hình số 10, câu A, hãy dùng thước đo góc để đo O1 và O3 bằng bao nhiêu độ. Rồi so sánh. Góc O1 của chúng ta nó sẽ có số đo. Một trăm ba mươi độ, đó là số đo của góc O1. Góc O1 bằng 130 độ. Rồi tiếp tục chúng ta đo tiếp cái góc O3. O3 thì chúng ta thấy nó cũng có số đo là 130 độ. Từ đây chúng ta có thể suy ra được là góc O1 bằng với góc O3, tại vì cùng bằng 130 độ. Bây giờ chúng ta câu B, chúng ta sẽ đo tiếp tới O2 và O4. O2 50 độ. Và mình đo tiếp tới góc O4. Thì từ đây chúng ta suy ra được góc O2 sẽ bằng góc O4 vì tụi nó cùng bằng 50 độ. Thì từ đây chúng ta có thể rút ra được một cái nhận xét, một cái tính chất, đó là hai góc đối đỉnh thì có số đo bằng nhau. Rồi, nhớ cho cô cái tính chất này để mình làm bài tập nha. Bây giờ mình sẽ nhìn vào cái ví dụ số 3. Ví dụ số 3, em nhìn cho cô cái hình 11 nè. Mình nhìn hình 11 thì mình thấy là ở đây Cái góc AOC là cái góc 35 độ nè. Nó đối đỉnh với góc BOD là cái góc bên đây. Vậy thì ở đây mà mình đã học rồi, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Điều đó có nghĩa là khi góc AOC là 35 thì góc BOD cũng là nhiêu? 35 độ, tại vì tụi nó đối đỉnh với nhau, cho nên lúc này góc thì nó bằng nhau. Rồi, chúng ta có góc AOD đối đỉnh với góc COB, mà góc AOD là 145 độ, cho nên suy ra góc COB cũng bằng 145 độ. Đó, đơn giản ha các em. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài thực hành số 3. Quan sát hình số 12. Hình số 12 là một cái hình cũng khá là phức tạp. Các em nhìn vào thì các em phải biết được đâu là hai góc đối đỉnh nha. Tìm góc đối đỉnh với góc IOV. Góc đối đỉnh của góc IOV là, mình nhìn nè ha, IOV là cái góc mà nó có số đo bằng 110 độ nè. Thấy chưa? IOV thì chúng ta thấy là OI nó kéo dài ra thì cô được OZ, còn cái OV kéo dài ra cô được OU. Vậy góc đối đỉnh của nó là UOV. Xin lỗi, UOZ. UOZ. Đó. Rồi, tính số đo UOZ. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, cho nên lúc này khi góc IOV là 110
thì UOZ cũng là 110. Câu B. Ta có IOV bằng với UOZ là bằng 110 độ. Mở ngoặc ra giải thích là vì hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bài vận dụng số 3. Tìm số đo x của góc UOT trong hình số 12. Trong hình số 12 thì chúng ta thấy cái số đo x ở đây chính là góc UOT. UOT mà các em quan sát nè, có phải là góc UOT và góc TOZ là hai góc kề nhau đúng không nè? Tại vì cái OT là cạnh chung, chúng ta đã học ở bài đầu tiên rồi. OT là cạnh chung, mà hai góc mà nó sử dụng chung một cái cạnh chung, hay còn gọi là, hay cô thường hay gọi là có cùng chung một bức tường á, thì nó là hai góc kề nhau. Đồng ý không? Hai góc kề nhau, mà hai góc kề nhau thì nó sẽ có tổng số đo nó sẽ bằng với góc lớn. À, vậy thì cô có là cô có một cái biểu thức như thế này. UOT cộng với TOZ sẽ bằng góc UOZ. Mình ghi vô ha. UOT nè cộng với TOZ nó sẽ bằng với góc UOZ. Mở ngoặc ra, hai góc kề nhau. Rồi, mà góc UOT là chữ X mình đang đi tìm, mình thế vào chữ X, cộng với TOZ là 40 độ bằng góc UOZ là 110 độ. Hồi nãy mình tính rồi á, của cái bài thực hành 3 câu B nè, 110 độ. Rồi, vậy thì từ đây muốn tìm x, ta lấy 110 độ, chúng ta trừ đi 40 độ, x bằng 70 độ. Đó, được chưa? Rồi, chúng ta kết luận vậy góc UOT bằng 70 độ. Rồi, ở đây chúng ta chú ý như thế này. Nếu như hai đường thẳng A và B nó vuông góc với nhau thì nó cũng sẽ tạo thành những cái cặp góc đối đỉnh. Thì chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy O1, O3 đối đỉnh nè, O2, O4 đối đỉnh nè, và những cái góc đối đỉnh này nó bằng nhau và bằng 90 độ nha. Rồi, trong tiết học tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập ở trang số 72 nha các em. Còn tiết học lý thuyết của chúng ta đến đây là hết. Cô cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video của cô nhé.